Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em soạn bài Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các đề văn liên quan đến bài thơ này. Trên video, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời 4 câu hỏi cho sách giáo khoa và 1 câu hỏi cho phần luyện tập. Sau đây là câu hỏi 1. Đọc tiểu dẫn, chú ý bối cảnh lịch sử đất nước và những ảnh hưởng từ nước ngoài để hiểu bài thơ. Trả lời: bối cảnh lịch sử đất nước. Vào đầu những năm cuối thế kỷ 19, tình hình chính trị trong nước hết sức đen tối. Chủ quyền đất nước mất hoàn toàn vào tay giặc, phong trào Cần Vương thất bại, chế độ phong kiến suy sụp, kéo theo đó là sự sụp đổ của cả một hệ tư tưởng phong kiến giả cỗi bất lực. Những ảnh hưởng từ nước ngoài. Ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản từ nước ngoài tràn vào Việt Nam ngày càng mạnh qua con đường Trung Hoa, Nhật Bản và trực tiếp là từ Pháp, từ các nước phương Tây. Câu hỏi 2. Tư duy mới mẻ, táo bạo và khát vọng hành động của nhà chí sĩ cách mạng trong buổi ra đi tìm đường cứu nước được biểu lộ như thế nào? Dựa trên cảm xúc của tác giả về những hình ảnh nghệ thuật trong bài thơ, chú ý tìm hiểu các vấn đề sau. Vấn đề 1. Quan niệm mới về chí làm trai và tư thế tầm vóc của con người trong vũ trụ. Bài thơ mở đầu bằng hai câu thơ nói lên cái chí làm trai. Do tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến, chí làm trai chỉ dành riêng cho các bậc trượng phu, các đấng mày râu, không bao hàm phụ nữ. Hai câu thơ khẳng định một lẽ sống đẹp của bậc trượng phu. Phải lạ, nghĩa là phải biết sống cho phi thường, hiền hách, phải dám mưu đồ những việc kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn, chứ không thể sống tầm thường tẻ nhạt, buông xuôi theo số phận, chịu để con tạo xoay vần. Cảm hứng và ý thơ của Phan Bội Châu gần gũi với lý tưởng nhân sinh của các nhà nho thuở trước, nhưng nó táo bạo hơn, quyết liệt hơn. Con người dám đối mặt với cả trời đất, càn khôn và cả vũ trụ để tự khẳng định mình, vượt hẳn lên cái mộng công danh gắn với hai chữ hiếu, trung để vươn tới những lý tưởng nhân quyền, xã hội rộng lớn và cao cả hơn nhiều. Lý tưởng sống ấy đã tạo cho con người một tư thế mới, sánh ngang tầm vũ trụ. Ý 2. Ý thức trách nhiệm cá nhân trước thời cuộc. Hai câu thơ kế tiếp triển khai cụ thể tư tưởng về chí làm trai gắn với ý thức về cái tôi, nhưng không phải là cái tôi cá nhân mà là một cái tôi công dân đầy tinh thần trách nhiệm trước cuộc đời. Câu thơ thứ nhất khẳng định dứt khoát, đến câu thứ hai tác giả chuyển sang giọng nghi vấn, nhưng cũng để nhằm khẳng định quyết liệt hơn một khát vọng sống hiển hách, phát huy hết tài năng và chí khí cống hiến cho đời để tên tuổi còn lại mãi mãi về sau. Ý thơ được tăng cấp lên, đồng thời thêm giọng khuyến khích dục dã. Ý 3. Thái độ quyết liệt trước tình cảnh đất nước và những tín điều xưa cũ. Non sông đã chết sống thêm nhục, hiền thánh còn đâu học cũng hoài. Câu 5 nói lên nỗi nhục mất nước, nỗi xót đau đốt cháy tâm can nhà thơ. Đồng thời cũng khẳng định ý chí thép gang của những con người không cam chịu sống cuộc đời nô lệ đắng cay. Ý chí ấy gần gũi với tư tưởng yêu nước, với ý chí của người nghĩa sĩ nông dân trong thơ của Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng đến câu 6 thì tư tưởng của Phan Bội Châu đã vượt hẳn lên, là những sắc thái mới của tư tưởng thời đại. Ý 4. Khát vọng hành động và tư thế buổi lên đường. Muốn vượt biển đông theo cánh gió, muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. Hình ảnh kỳ vĩ lớn lao, biển đông cánh gió, muôn trùng sóng bạc, tự ứng với hành động cao cả, tầm vóc phi thường của Phan Bội Châu, thể hiện khát vọng lên đường có một sức mạnh, khơi dậy nhiệt huyết của cả một thế hệ. Câu hỏi 3. Anh chị có nhận xét gì về hai câu 6 và 8 của bản dịch thơ so với nguyên tác, đối chiếu với phần dịch nghĩa? Trả lời. Câu 6. Nguyện trục trường phong đông hải khứ, mong muốn đuổi theo ngọn gió dài đi qua biển đông. Câu dịch thơ lại là muốn vượt bể đông theo cánh gió, đạp bằng gian khó để đạt được ước nguyện giải phóng dân tộc. Như vậy, câu thơ dịch chỉ chú ý đến vượt biển đông mà không chú trọng đến ý thơ, thể hiện được nhà thơ ý thức được gian khó. Ý thức được gian khó nhưng vẫn khao khát vượt qua, đuổi theo, là mất đi đôi chút lớn lao, mạnh mẽ, can trường của nhân vật trữ tình. Câu 8. Nguyên tác: thiên trùng bạch lãng nhất tể phi, ngàn đợt sóng bạc cùng bay lên. Câu thơ dịch là muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. Như vậy, câu thơ dịch là mất đi cái kỳ vĩ hào sảng của hình ảnh nhất tể phi cùng bay lên đầy lãng mạn hùng tráng. Câu hỏi 4. Theo anh chị, những yếu tố nào đã tạo nên sức lôi cuốn mạnh mẽ của bài thơ này? Trả lời. Những yếu tố đã tạo nên sức lôi cuốn mạnh mẽ của bài thơ:
khát vọng sống hào hùng mãnh liệt của nhân vật trữ tình, tư thế con người kỳ vĩ đầy lãng mạn, sánh ngang cùng vũ trụ, khí phách ngang tàng, dám đương đầu với mọi thử thách, giọng thơ tâm huyết sâu lắng mà sục sôi hào hùng, tư tưởng đổi mới táo bạo đi tiên phong cho thời đại, lòng yêu nước cháy bỏng và ý thức về lẽ vinh nhục. Hết phần trả lời câu hỏi, sau đây là phần luyện tập. Câu hỏi: viết một đoạn văn trình bày những cảm nhận của anh chị về hình ảnh nghệ thuật ở hai câu thơ cuối bài. Trả lời: hai câu thơ cuối bài trong bài Lưu Biệt Khi Xuất Dương đã khắc họa hình ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên cũng như tâm thế phi thường của nhân vật trữ tình. Phan Bội Châu hiểu rất rõ chế độ phong kiến đương thời nên muốn tìm một hướng đi riêng nhằm giải phóng dân tộc. Tác giả khắc họa hình ảnh người chí sĩ yêu nước vượt qua muôn trùng sóng bạc để hướng tới những điều tốt đẹp cho dân tộc. Con sóng của biển cả hay cũng chính là con sóng của nhiệt huyết dâng trào để ý chí cứu nước thêm phần mạnh mẽ. Hết phần luyện tập. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.